tin Ai Cập. Chính phủ Ai Cập hợp pháp hóa 102 nhà thờ của Kitô giáo. Theo hãng tin Trung Đông Mena, Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail đã phê chuẩn việc hợp pháp hóa 102 nhà thờ của Kitô Tô giáo xây dựng không phép và 64 công trình xây dựng gắn với nhà thờ. Quyết định này được đưa ra hôm thứ Hai, ngày 16 tháng 4, trong một cuộc gặp gỡ với Ủy ban Điều phối đặc trách việc cứu xét và hợp pháp hóa các nhà thờ không có giấy phép. Đây là một tin rất vui đối với giáo hội công giáo, vì Kitô Hữu là cộng đồng tôn giáo thiểu số ở Ai Cập, và vấn đề xây dựng nhà thờ tại quốc gia này là một vấn đề gây ra rất nhiều tranh cãi. Theo hãng tin công giáo CNA, toàn Ai Cập có khoảng 2.600 nhà thờ, có nghĩa là cứ 5.500 công dân Kitô tô giáo mới có một nhà thờ trong khi tỷ lệ này đối với Hồi giáo là 620 công dân Hồi giáo có một nhà thờ. Đã có một số biến cố xảy ra, trong đó những đám đông gồm đa số Hồi giáo đã kích động các cuộc tấn công chống lại người Kitô Tô Hữu và tàn phá hoặc triệt hạ các nhà thờ của Kitô giáo, đặc biệt là ở Thượng Ai Cập. Cha tên, người phát ngôn của giáo hội công giáo cốp Ai Cập nhận định rằng đạo luật liên quan đến việc xây dựng nhà thờ mới được thông qua hồi năm ngoái là rất tích cực đó là một đạo luật mà các Kitô hữu đã chờ đợi từ lâu cho cũng hoan nghênh hành động của chính phủ chống lại các cuộc khủng bố tấn công nhắm vào các nhà thờ